và phim quay phim khẩn nệ con đường điện mà lẽ đi sắm mà hơi mà sắm tại tết là tạm má ôi khánh về lắng ý dù đi tại tết là má hơi dù hả mà hơi nói vừa rồi hỏi ông thì lúc đầu hỏi thì ông chưa hiểu mà nói về sau thì ông nói thì mới hiểu bà là không cho đâu là ông với bà là khác nuôi nếu mà cho thì từ trước giờ ông là cho rồi ta bảo là gửi số tiền là rất là lớn nếu mà giơ một tay thì là bé đi theo còn giơ hai tay thì không theo các bác ạ dạ sư khánh ạ Xin chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa ông bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là lên trên nhà bé Khánh của bác ạ. Có lẽ là cháu Lực nói về bé Khánh thì chắc là một số cô bác thì vẫn còn không biết về cái hoàn cảnh của bé Khánh. Thì ở đầu video của bác cho phép cháu Lực xin được phép là tóm tắt lại một chút cô bác nhé. Bé Khánh thì là trước cháu Lực có lên chia sẻ với cô bác lúc mà bố của bé vừa mới mất ấy, thì lúc đấy là còn có mẹ nhưng mà đến bây giờ thì mẹ là cũng bỏ đi rồi và hiện tại thì là sống với lại là ông bà. Bé Khánh thì còn rất là nhỏ cô bác ạ, chưa được một tuổi đâu. Lúc mà bố mất thì là bé mới được có, bé là chưa chào đời đấy. Là khi mà bố mà vừa mới qua đời xong đấy các bác nhỉ, được là đến 2 ngày hôm sau, là đến 2-3 ngày ấy, là bé Khánh là chào đời luôn. Đấy, sau đó thì là ở với mẹ, trong thời gian ở cứ thì có thể là mẹ bé Khánh là có đò đưa với lại là một bạn nào đấy. Thì bây giờ hiện tại thì sau khi mà ở cứ xong ấy, thì mẹ của bé Khánh thì cũng đã bỏ đi rồi và để lại cho ông với lại bà là còn chưa kịp cai sứa cả cô bác ạ. Thời gian vừa rồi thì ông với bà thì cũng đi bán thóc này, xong là đi lấy củi, làm tất cả công việc để mà kiếm được tiền, đi mua được những cái lọ sữa. Và đồng thời thì khi mà cháu Lực lên chia sẻ thì cũng được một số cô bác là có gửi những cái tấm lòng vàng của các bác tới cho bé Khánh. Và hôm nay lên thì cháu Lực là mua một chút kẹo cho bé Khánh này, và thêm là cái này là tép khô của bác ạ. Tép khô thì để cho gia đình là ăn, và phần quà tép khô này thì là của cô Nguyệt, của cô Nguyệt cô bác nhé. Và cháu Lực đi đến hoàn cảnh nào thì cháu Lực là đều là cầm cái phần quà của cô Nguyệt là gửi tới cho, tại vì cô gửi cho cháu Lực là rất là nhiều cô bác ạ. Còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào hoàn cảnh của bé Khánh cô bác nhé. Xin mời các bác. Thời tiết mấy hôm nay thì bà con thì đang gặt lúa đấy cô bác, cho nên là nắng rất là đẹp này cô bác này. Con đường này thì cũng vừa mới mở thôi. Đấy, tuy nhiên thì năm nay thì sạt lở nhiều quá, thành ra là bây giờ chắc là phải sửa lại thì mới đi có đường to để đi rồi. Nhà bé Khánh thì là ở sau bên sau cái nhà mà sau cái nhà máy tôn máy pro trắng trắng này các bác ạ. Ở bên kia thì đang có một con chó cho nên là cháu Lực đang e ngại một chút về chó của nhà, chắc là của nhà bé Khánh này các bác này. Tạm má ơi, mất tiền má lá lắm à. Thế gọi cho bà của Khánh là xem nó chó đó rồi thì mới dám vào cô bác ạ. Chó đi nó
Còn chó to chứ không phải là chó nhỏ. Mới răng má lá lắm ạ. Thì má. Cầm thêm một. Thì má ố. Con khâu nào mấy tầm á? Con khâu nào mấy? À, hỏi bà là gạt hết chưa cô bác? Thì bà bảo là gạt rồi. Đấy, vừa mới bước vào thôi là thấy là khuôn mặt là bụ bấm của bé Khánh thôi. Mất đá đá bây giờ bác tầm á? Trong làng thì chó thì hay không có buộc cô bác ạ. Đi mà tầm ai, đi mà luôn. Tầm lắng vào tầm á. Ây da, tụi Khánh ăn ồ. Mày Khánh đi nhìn cho lực chầm chầm quá bác ạ. Ồ. Đang hốc còn là tiết nè. Hả? Hốc là lấy. Khâu á. Khâu á. Mau giàu rồi. À. Mau mau. À. Rồi, thế cái ở đây là chắc là thóc của cả con trai nữa. Lục trai bác dân này phải tới này. Hả? Lục trai bác dân này phải tới này. Nè. Ờ. Chưa gì hơn đi. Cho căng ta. Ừ. Ờ. Đây là nhà của anh này thì là vợ chồng của anh là đi làm mất rồi các bác ạ. Ây da, Khánh. Khánh nhìn là khuôn mặt rất là bụ bấm này các bác này. Bye bye. Biết chào không? Bên bay phải dân chín bánh luôn nó Khánh nhỏ. À. Ông này đang thổi thóc này các bác này. Bà này không biết nói tiếng Nùng ấy cho nên là giao tiếp rất là khó của bác ạ. Chín ai giả mấy tầm mát là tía? Chín nhà luôn. Chín nhà ra? Chín nhà luôn. À. Cơm buổi sáng thì ăn cơm rồi các bác. Tầm mai rồi dân giải các tụi Khánh nhìn nọ. Ừ. Khánh nhìn thì là còn nhỏ quá là cũng chưa được đi học cô bác ạ. Đấy. Ở Khánh ở bánh hơi Khánh nó phải dân chín nọ. Ốc. Ừ. Làm. Nào. Nào, nó thẳng. Nó thẳng. Nghĩ tụ. Đấy, mặt thì rất là bụ bấm như cô bác này. Rất là đáng yêu. Này, cho thêm này. Chưa. Chưa biết cầm đâu, chưa biết. Khánh đây chỉ đấn mà ta tiến nọ. Đây chỉ đấn người Khánh nọ. Câu đấn đó. À thế là. À bây giờ là được 9 tháng tuổi đúng không ạ? Lúc mà mẹ bỏ đi thì là bé mới được có 1 tháng thôi đấy. Anh đây là chiêm tư cho mấy là tiên đấy anh đừng mà ạ. Anh đây chiêm tư cho mấy. Đấy, khi mà thu hoạch lúa về thì còn phải làm thêm mềm một bước nữa thì mới là lúc đấy là mới đi sát được. Rồi ông thì rất là khỏe này. Ôi rồi to cái mày. Nhà bên này thì là chắc là bạn nhỏ này thì cũng là cháu này của bác này. Vừa rồi thì gặp chú ấy, gặp cháu Lực ở ngoài đường ấy, bảo là cùng về nhưng mà không dám về đâu. Sợ ấy. Mình đâu nó ở đây nè. Ôi giời ơi. Tầm mát đi. Lăng thử đây không? Mở ra không ạ? Phải đến bài lọt tầm ạ. Phải đến bài lọt. Này á, tầm tiết sắt lên đến bụi thôi. Ý, Khánh thì cứ nhìn chằm chằm thôi các bác. Ở nhà của bà bà Khánh nhà vẫn còn cái cố máy. Cái cố máy này này cô bác này. Mấy này cầm một tả to, mấy này đâu mà.
Vào nhà thì cánh cửa cũng rất là đơn sơ các bác. Ôi giời ơi, Khánh. Đây. Khánh cả chín xưa xưa cái nào mết, nhưng mà nào nó mết tao má. Xưa nào luôn. Xưa nào á? À hôm nọ thì à mua sữa lên cho bé Khánh nữa bác, thì bà bảo là hết rồi. Thế tổ vắt lên chín xưa chín á tao má. Chín như nào? Ừ. Này, tao má, tao má thì chép này. Cái này lên tao má ô ba. Ô ba. Ô tôi ô du tôi ở đây đặt đặt lên ô ba. Ô ba tôi phải đi ở. Cái sao sao ấy, thì tao bạn ạ, bộ cơ nó mới chính cử tốt nào. Ô cái Khánh nào? Hai tương dân. Tương tương dân ạ. Ừ. Hãy tương dân chính ra cái này ó. Mấy Khánh này cầm kẹo này. Cầm kẹo không biết nhả luôn. Nhưng mà được cái là thanh niên này là rất là bụng bấm của bác ạ. Cứ nhìn chằm chằm vào máy quay thôi. Lì lắm ấy, thanh niên này sao ấy. Chắc là mấy đứa lớn lớn lên một chút thì mới đi học được không bác. Bây giờ thì còn bé quá, ở với lại là ông với lại là bà thôi. Cái bồn nê văn mà tạm á? Cái bồn nê văn mà? Có hà lẽ. Cái bồn nê ạ, nê 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 văn vậy á? Nê á? Ờ. Đêm thì là ngủ với lại bà ra phía bên này không bác ạ? Bên là gì vậy? Ờ. Tạo thì không sợ nào, má. Đồng. Đòi lại lấy kẹo xem là mặt như nào. Cái nọng này các bác này, nọng rất là béo này. Nọc sứa béo à? Nọc sứa là béo nổ. Đấy, uống toàn là sứa. Uống là toàn là sứa ngoài thôi các bác. Không có sứa, sứa mẹ thì mới được có một tháng thôi. Thằng Tấm Á hồn khâu nào thật dứt à nổ? À, nhà của bác thì là thóc thì là gạt hết rồi. Đấy, đây còn có bình sứa còn. Này là sứa Khánh thế này nữa à? À, sứa. Ồ. Ồ. Này là bà là đi chăn trâu của bác ạ. Đi chăn trâu là cầm theo đấy. Này phải xoay nhiều ra. Tớ vai, ổ liệu đứng làm ra. Ồ. Bà là đi chăn trâu thì ra là cầm theo đấy. Cùng với lại bà là đi chăn trâu thôi cô bác ạ. Đi. Bà tầm mát chiếm tờ vai mà chân đấy kìa. Nhiều ạ. Ừ, nhiều ạ. Cái kia đâu này. Tôi đi làm về á. Ồ, cái kia tờ á. À, thế là bà là chuẩn bị đi chăn trâu sao cô bác ạ. Tầm mát. Tại ra bên này thì là ông tầm mát chứ mà tầm mát. Tao mát chuẩn bị tơ vai á? Hả? Tao mát về tơ vai á? Ừ, tao mát tơ vai. Ồ, bà này chuẩn bị bài á? Ừ, bà lầm, bà cục bài. Ồ. Nó, có nhiều cũng một tao lại tạo tính đáy một nà. Tơ vai chứ tao chưa ra? Nhưng nhiều phần nó chạy lại là cũng chả chăng đi. Chẳng chứ gì. Ok, sao tao nhiều cũng một tao lại á? Tụ Khánh. Thật thế, ở anh ấy bảo cái mi cái nấy lại từ nỏ. Ừ. Dùng cái máy thổi ra thì là bị có rất là nhiều những cái hạt mà cái hạt mà không có thóc ấy cô bác ạ. Sữa nào cân sữa cân nào mới là tí? Hả? Sữa Khánh cân nào mới? Thế á? Mi cái nào đó? Ồ. Mi mà ăn cái sữa nào mà ở thịnh. Ồ. Bà thì chuẩn bị là đi chăn trâu sao cô bác ạ? Thế tầm má bị tơ vai đi ổ Khánh hư tớ tiết lên nào? Ừ, lâu rồi lặng ta lâu rồi chứ ta lặng ta xử ta dinh hô đi. Ồ, thế bà này tầm má bày ấn ấy nhờ? Ừ, rồi xích chứ mấy chứ tầm má. Cái tớ tiết dù dân tơ Khánh nào? Ừ. Ồ. Khánh thì ở với nhà, ở nhà với lại là ông rồi cô bác ạ hôm nay ấy. Đấy, từ nay đến giờ là cứ chằm chằm thôi các bác này. Đấy, hôm nay thì cháu lực lên các bác thì cũng có một cái tin mà muốn nói với lại ông xem là ông có đồng ý không các bác ạ. Là có một một bác là có mong muốn là nhận bé Khánh để đi nuôi đấy. Chúng ta ra
ngà xin mi con giống điểm mình tụi lán thế nhá, sắm tạ má là ta tê ô khánh với trứng nữa hả ngà xin mi con giống điểm tụi lán thế sắm tạ má là tê ô khánh với trứng nữa ra phải bong ở bể là tê hả sa tạ tê bong á sủi bong á sắm tạ tê là tạ má ô khánh với trứng là lên tạ tê hả hả bùa ô khánh với trứng à ở khánh bị trứng ấy hóng lúc ấy nữa đi tầm má là tía ở vừa mà xin quay phim khẩn đi bóng dấu điện má lẽ đi sám á hơi mà sám tạ tía là tầm má ở khánh bị lắng ấy dù nữa đi tạ tía là tầm má hơi dù hả bà hơi nói à vừa rồi hỏi ông thì lúc đầu hỏi thì ông chưa hiểu quá bác nói về sau thì ông nói thì mới hiểu bà là không cho đâu đấy. Là ông với bà là khác nuôi, nếu mà cho thì từ trước giờ ông là cho rồi, ta bảo là gửi một số tiền là rất là lớn. Huy đi cái đi ngày chín mới bỏ cái chín mà tật tê tật má chín nhá, đi làm thứ mà làm gì mày con cái con e đơn đẹp đơn nào rồi thì con e dù học giáo sư á, mỗi rồi ở nhà với lại ông bà thôi, ông thì đang làm đây, chẳng hơn đi cả bộ hay mấy cái này là tết là tầm á, bộ hay đó, đêm thì bây giờ là bắt đầu là quen rồi thành ra là không có khóc mấy đâu cô bác ạ, hồi xưa thì khóc rất là nhiều. Mồm thì bé tí thôi. Ôi, bị răng lộ. Bà để bánh ở kia là mắt đã cứ nhìn theo bánh thôi. Ý nó một túi chan rồi nọ. Nó một túi chan rồi mấy. Hả? Đúng rồi bà. À. Thế bò là biết bò rồi bà ạ. Lão này vừa lưng đặt eo cho lão này nổ. Tầm tầm như nó nhá. Khánh thì sau này lớn lên thì chắc là cũng một mẩu bé thôi cô bác ạ, không có được lớn đâu. Ơi, sắp rồi. Này, số phận của bé Khánh là còn tội hơn cả em Hải nữa. Đấy. Rất là đáng yêu cô bác ạ. Là tự ác thử. Biết xuống bóng phân là tầm á. Thế là có hai cái răng rồi. Đấy. Là có áo tù là hai cái răng rồi đây. Là tự ác thử. Nó phì mạc nó không nhờ. Thế là có phần lấu à. Tí là phần lấu mới nổ. Ừ. Cứ chỉ khâu mà tầm á. Kiến cái mía. Ồ. Thế là ăn được cơm là một chút rồi cô bác ạ. Này, cho này. Già này. Để lớn lên là ở đôi lưng của ông với bà thôi. Để ông đang quay khóc rồi. Hóc xuống bay mà là tí. Hóc xuống bay, hóc xuống tàu ra. Nó mau giờ đây, nó bùm 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 mát ít. Ồ. Mà nó ní đây. Bụt tăng à, mà đấy rồi, nó ngâm mau mà. Cái này là vẫn còn là sau khi mà ấy xong các bác nhá, là vẫn còn là tận dụng để mà lấy đi ra ngoài, đi ra kia để mà sắt ấy, để nghiền nó thành bột nhỏ nhỏ xong về cho lợn ăn.
kia thì có vẻ như là tạo thành một cái cánh quạt thôi. Xong là quạt là những hạt nào mà nó không nặng là nó sẽ bay ở đây, còn những hạt nào nhẹ thì nó những hạt nào mà nặng thì nó sẽ không bay, còn những hạt nào mà nhẹ thì nó bay ở đây. Nhà bên này thì là con của ông thì là đi con của bác ấy các bác ạ, thì là đi làm hết rồi, thành ra là bên kia thì nhà chật quá, thành ra là để tạm bên này để nhờ ấy. Bé Khánh thì có vẻ như là bánh thì là nó xốp của bác ạ, nó rất là mềm. Còn cái ngôi nhà mà tắm mái thì mã rồi bác, thì mã làm những tay đó. Thì ngôi nhà của ông với bà ấy, với lại của bé Khánh ấy, thì là sẽ ở phía bên này của bác ạ. Ở bên này thì cũng thấy là bà với ông là cũng đi lấy củi về này dự trữ này. Cái này là ngoài những lúc mà dự trữ ra thì còn là lấy thêm mà để mà nấu nấu cơm nữa. Dạ, những cái chỗ ngách bên này thì phải nói là như kiểu là có con gì đào này các bác này, thủng rất là nhiều này. Bên này thì có những chỗ thì là đắp lại thôi các bác. Dạ, những cái chỗ phía bên này thì đã bị là hầu như là nó bị trước là cố tình làm như này hay là không biết là nó bị sạt xuống, nó không biết. Còn là vào trong ngôi nhà thì cháu cũng đã chia sẻ lên khá là nhiều lần rồi các bác này. Vào trong ngôi nhà mà được làm bằng trình tường ấy thì vào nếu mà để vào mùa hè thì nó rất là nóng, nhưng mà còn đến mùa đông thì nhiệt độ trong đó nó tương đối là ổn định. Đấy, nhưng mà phải nói là dùng bếp củi nhiều ấy thì cả nhà là đen hết, cả nhà nhuộm thành như kiểu là một màu đen luôn. Nấu cơm này cũng như là làm cái gì thì cũng làm ở cái góc bếp nhỏ này thôi. Đây là có vẻ như là nồi cơm này các bác này. Cơm thì nấu một nồi to, xong là ăn từ buổi sáng là đến buổi tối luôn. Một ngày là chỉ nấu có một bữa thôi các bác ạ. Bên này thì biết là đây là thức ăn hay là gì đây. Trong đấy là có vẻ như là canh này các bác này, nhưng mà là thấy là làm chắc là nấu từ hôm qua thôi. Đấy, ra phía góc bên này là cái chỗ mà để mà nấu cắm lợn này kia. Đấy, ông thì vừa thấy là quay thóc ở bên kia xong các bác ạ, lại tiếp tục là ra bên này để mà phơi thóc rồi. Nắng như thế này thì phơi thóc là rất là tốt. Đặt bên đầu thạc khâu đầu trai nó, thật tiếc hả? Bên đầu thạc khâu chứ. Đấy, hôm nào mà không đi đâu thì tranh thủ là ở nhà là phơi thóc này kia. Hãy nhìn từ phía bên ngoài vào thì các bác nhìn trong ngôi nhà là cũng khá là ổn định rồi, nhưng mà khi mà đi sâu ở bên trong ấy thì có rất là nhiều những cái nơi mà phải nói là rất là nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cái phần là trình tường về ngôi nhà này ấy. Nếu mà những cái góc nó bị đổ ấy thì những cái góc chân ấy nó bị đổ thì cũng khá là nguy hiểm. Đằng sau nhà này thì cháu được nhìn thấy là cũng cái tả ly này của bác này sắt, cũng khá là sắt với lại là so với nền nhà ấy. Phần trình tường này thì là ở dưới thì các bác nhìn thấy là bị vẹo vẹo ra bên ngoài một chút rồi.
cái nhà này thì phần trình tường nó lại hơi nghiêng vào, hơi nghiêng ra bên ngoài một chút. Ông bà của Bạch Khánh thì đến thời điểm hiện tại đây các bác thì chắc là có gần đâu đó là hơn 60 tuổi thôi. Nhưng mà đến khi mà đến Bạch Khánh là tầm độ tầm 20 thì ông bà thì cũng đâu đó gần 80 rồi. Thời gian thì trôi đi rất là nhanh. Một đứa trẻ thì ngày một lớn lên và ông với bà thì ngày một già đi. Cuộc sống rất là khó khăn, với lại là éo le nữa. Cũng như giống như rơi vào hoàn cảnh của hai anh em hải sử mồ côi vậy, bé Khánh nhé. Ông thì lại chuẩn bị đi vác thêm thóc về để mà đi phơi thôi. Hãy ra bên này thì thấy là những lúc mà có mấy bạn nhỏ là trong cùng với cô bác thì bà lại tranh thủ là sửa bát này. Láng vào đây luôn mà tầm á, láng vào đây luôn á. Rửa bát thì cũng rửa tại đây luôn này. Trong nhà thì mặc dù là bên ngoài là hiện tại là tầm độ 12 giờ trưa đâu các bác nhá, nhưng mà trong nhà thì rất là tối. Ấy à, đòi ra đây á, đây, đi, đòi đi với cháu Lực này. Anh, đi. Không đi nữa. Rồi đi rồi. Rồi sau ngày thì lớn lên thì Khánh thì còn nhìn trên những cái tấm ảnh thôi cô bác ạ, thấy bố thôi. Này thằng này tầm chỉ tay á, để tiến à? Thằng này tầm chỉ tay à? Thế là chỗ này là ông là phơi tầm độ tầm được 3 bao đúng không bác? Phơi nhiều dày quá thì không thể mà khô được cả. Thóc này mà bây giờ thu hoạch về là mình ở nhà không chăm sóc hay là phơi không khí nó cũng rất là dễ là bị mọc. Bị mọc cái Nó lên đúng không bác? Nảy mầm đấy. Rất là dễ là bị nảy mầm đấy. Để cho ông phơi một chút thôi bác. Vào nói chuyện với lại là bà một chút đấy. Để Khánh một chút. Hôm nay thì lên với Bạch Khánh thì thăm lại là Bạch Khánh. Cũng như là gửi cái phần quà của cô Nguyệt tới cho gia đình Bạch Khánh. À đây là đi học về rồi à hả? À. Bên kia thì còn là một bạn nhỏ nữa đây. Này là biết đi hơn rồi, còn Bạch Khánh thì nhỏ hơn. Mấy bạn kia thì bố mẹ thì có. Mẹ đi đâu rồi, mấy bố đi đâu rồi? Hả? Có biết nói tiếng phổ thông không? Có. Có à, thì bố mẹ đi đâu rồi? Đi hái măng đi. Wow, bố mẹ đi hái măng à? Ồ, bố mẹ là lên trên rừng già hái măng đấy nhỉ? Mùa này thì đang là có một cái mùa mà có măng trúc ấy cô bác ạ. À, thành ra là đi xuống dưới, đi ra kia để đi lên trên rừng để mà hái. Đi là từ sáng đến tối mới về đấy. Nhưng cái chỗ ngách này thì phải nói là cũng không có làm kè lên cao cả cô bác ạ. Đây mà tầm trẻ con mà đang tập đi hay là tập bò đấy. Mà bò đi xuống cái này tầm tuổi Bạch Khánh ấy. Tầm tuổi Bạch Khánh là đi bò đi xuống cái này luôn đấy. Bạch Khánh như từ nãy giờ là cứ nhìn chằm chằm vào cháu Lực thôi cô bác ạ. Phải tao có dù đó. Phải bé à? Phải bé à? Mới về bé à? Ây à. Bắt đầu là không biết sợ rồi cô bác này. Này. Phải tắm mát cắm nhỏ. À. Bắt đầu là không biết sợ một chút rồi.
Thực ra bây giờ cháu lực thử gạ xem là liệu là bé có đi cùng cháu lực không. Má ôm nó, ôm nó. Ông quần à? Nào, chứ mình thửng à? Nghe cho tao thửng rồi bạn. Nếu mà giơ một tay thì là bé đi theo, còn giơ hai tay thì không theo các bác ạ. Dạ, sướng khách ạ. Đấy, bình sứa này. Má, sứa lọ. Uống sứa lọ. Nào, má sọt thang á. Mi tu lì. Đấy, nhìn ra, đòi đi chị của bác ạ. Đấy. Đòi đi chị này. Ở nhà thì những lúc mà ông bà đi làm ấy thì còn có các chị để mà chăm nữa. Các chị nhưng mà con bác luôn. Này. Này, em ạ. Ôm lo. Nào. Chị bí đây đọc thứ à tầm á. Nè. Ờ, nè. Nè. Ờ. Chị bó hả? Nè, bạn này là học lớp mấy rồi? Học lớp 5 rồi à? Đi ra bên này không phải tí rơi ấy, đi ra bên này tí rơi xuống dưới đấy. Tí là rơi xuống dưới là nguy hiểm đấy. Má. Ấu. Thoài Ấu. Ấu. Này. 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 Này ạ. Cô không theo đâu các bác ạ. Gạ rồi. Có lần thì ra thì theo, nhưng mà có lần thì ra là không theo đâu. À, bỏ mũ ra rồi này. Cầm tựa có hợp vào. Nè, lúc mà còn nhỏ đấy các bác thì cũng được các bác là gửi những cái bộ quần áo sơ sinh cho. Thế bây giờ thì chắc là những cái bộ áo đấy thì cũng vừa nữa rồi. Nếu như mà cô bác nào mà có những cái bộ quần áo mà tầm lứa tuổi mà tầm bé Khánh ấy, thì cho cháu lực xin để mà gửi cho bé Khánh nha cô bác nhé. Đấy cơ, định đòi đi theo chị đấy. Đây, ông thì vẫn đang làm cái công việc ở phía bên kia này. Bạn nhỏ nhỏ này thì là bố mẹ cũng lên trên rừng là hái mang hết rồi. Còn là mũi mế thằng đông điện màu xanh à tầm má? Mế thằng đông điện màu xanh à? Mùa ha. À, chỉ mùa nhá. Mùa. À. Mẹ thì cũng không có gọi điện về đâu cô bác ạ. À, một đứa trẻ rất là tội nghiệp. Ăn bánh nha. Anh ít đòi mà nó tầm má nó. Thì xem nào. Lại đòi về rồi quá. Đòi ra với cháu lực rồi, thử bế xem là có được không. Mà ôm am thế lọc. Chắc là chiêu thôi nhá. bắt đầu là quen dần rồi các bác. Nếu như mà cháu lực mà hôm nào cũng ra thì chắc chắn là bé sẽ rất là quen. Hay hôm nay thì cháu lực lên ấy, lên trên nhà của Khánh ấy thì vừa rồi thì cháu lực cũng là nói với lại ông bà rồi, nhưng mà ông bà lại không đồng ý các bác ạ, không đồng ý là cho đi cả. Đấy, nhất quyết là nuôi bé Khánh. Tay lo thang lo nó thang lo. Lúc mà đang cầm máy quay thì là bé đòi theo, nhưng mà lúc không cầm máy quay thì không theo nữa các bác ạ.
Này. Úi. Ấy ô, nó nhỏ. Khánh thì có một cái kiểu mà lườm rất là ghê quá Khánh nhá. Bye bye. Bye bye, bye bye Khánh, bye bye, bye bye, bye bye. Hôm nay thì lên thì chia sẻ một chút là cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của bé Khánh ở với lại là ông bà. Đấy, và rất là cảm ơn các bác đã yêu quý tới bé Khánh. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Và xin chào các bác anh chị. Khánh, Khánh, bye bye, bye bye. Bye bye ông bà, bye bye, bye bye ông bà, bye bye. Bye bye ông bà. Tắt tì 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 tắt tì. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ Sang Tuyết Hà Giang cô bác.